xin các bạn. Rất nhiều bạn inbox cho thầy hỏi rằng là thầy ơi, làm thế nào để học từ vựng mà nó nhớ dai nè, làm thế nào để mình phản xạ được từ vựng, và làm thế nào để mình học được những từ vựng nó rất là khó, rất là dài, có phương pháp nào không thầy? Câu trả lời là có rất là nhiều. Thì bữa trước Tường đã chia sẻ cho các bạn một phương pháp rất là hay tên là học từ vựng bằng cách là đọc bộ truyện Bookworm, chia thành từng cấp độ, rất là hay đúng không các bạn? Thì bây giờ chúng ta sẽ học một phương pháp nữa mà Tường đã từng áp dụng trong quá trình Tường tự học, và hiện tại Tường cũng đang giảng dạy nó ở trên trung tâm Simple English như sau. Thì cái phương pháp này nó tên là TPR, Total Physical Response, nghĩa là học bằng vận động toàn bộ cơ thể của mình. Nó sẽ giúp cho mình liên kết giữa não trái và não phải. Não phải thiên về vận động, âm thanh, não trái thiên về ngôn từ, chẳng hạn như vậy. Và khi học nó sẽ tạo ra năng lượng, tạo ra sự nhiệt huyết và giúp cho các bạn nhớ rất là tốt, được chưa bạn ha? Rồi, và bằng cách này các bạn rất là tỉnh ngủ ha. Các bạn sẽ cùng nhau đứng dậy và các bạn sẽ học theo thầy Tường ha. Thì các bạn sẽ làm đi làm lại và các bạn sẽ liên kết cái hành động đó với cái từ đó, đọc to cái từ đó ra, đặt câu với cái từ đó, và các bạn hãy dùng hành động để mô tả cái từ đó cho các bạn ha. Và hãy làm nhiều lần và hãy ôn mỗi ngày khoảng 5 phút chẳng hạn như vậy, nhưng mà ôn trong vòng 5 ngày trở lên, thì mỗi ngày làm hành động chút xíu thôi thì mình sẽ nhớ từ vựng đó rất là sâu, và đặc biệt là mình sẽ phản xạ được nó. Ok, đó là về lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Mời các bạn đứng dậy. Nào, mình đừng có nằm nữa, mình đừng có ngồi nữa. Đứng dậy, đúng rồi, để cái video trước mặt đi các bạn. Đứng dậy cùng học với thầy Tường nào các bạn ha. Ok, stand up please. Thank you very much. Các bạn sẽ nói theo Tường và các bạn sẽ làm theo Tường ha. Đầu tiên mình sẽ học một từ rất là khó, là từ như bạn embarrassed. Embarrassed nghĩa là ngại ngùng, ấp úng, xấu hổ chẳng hạn như vậy. Ví dụ mình đi chơi với bạn mình mời nó ăn, nhưng mà cuối cùng tính tiền thì mình quên đem bớt, thế là mình cảm thấy sao bạn? Embarrassed. Và hành động của mình là gì? Mình sẽ đỡ tay lên mặt che lại ha bạn ha. Theo thầy là embarrassed. Come on, nhớ âm đuôi cuối là st. Embarrassed. Rồi đặt câu các bạn. I feel embarrassed. Ok, I am embarrassed. Đúng rồi, đọc to lên. You look so embarrassed. Embarrassed. Anh embarrassed. Anh Mỹ là embarrassed. Rồi, được chưa mẹ ha? The child is embarrassed. I am embarrassed. Nhớ chưa? Đó, làm đi làm lại cho mình nhớ ha. Ok, từ thứ hai, dễ thương đúng không các bạn ha? Dễ thương mình có rất là nhiều từ ha. Lovely, cute. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn một từ đó là từ gì bạn? Adorable. Adorable. Như bạn nói là đáng yêu ha bạn ha. Làm sao hành động gì các bạn? Ok, adorable. Adorable. Thả tim nào, nghĩa là dễ thương đúng không? Adorable. Chưa bạn ha, làm theo. Adorable. You are adorable. Okay. We are adorable. The dog is adorable. Oh, you are so cute. So adorable. Này là gì các bạn? Embarrassed. Adorable. Chưa bạn ha, đó là cách học theo TPR. Rồi, một từ nữa các bạn. Một từ nữa. Từ gì biết ha? Tuyệt vọng, đau khổ đi ha. Mệt mỏi. Tuyệt vọng, đau khổ là gì các bạn? Frustrated. 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 Được chưa ha? Liên kết hành động là gì các bạn? Ủ rũ xuống, mệt mỏi đau khổ mà, liên kết hành động cho nó giống ha. Frustrated. I am frustrated. Good job. Làm theo đi, đừng coi không ha. Đứng dậy làm theo ha. Frustrated. Ok, ô là từ cũ nè. Adorable. Embarrassed. Frustrated. Rồi, bây giờ mình học đó là ba tính từ ha. Bây giờ chúng ta học một động từ đi. Thầy giới thiệu với các bạn một động từ rất là khó ha. Giống nhau, động từ resemble. Resemble, ok ha, bạn học rồi. Giống nhau ha. Resemble, là hai cái này giống nhau nè. Ok, resemble, ok. She closely resemble her sister. Các bạn này gần như là giống với chị của mình ha. She closely resemble her sister. Embarrassed. Từ gì nữa các bạn? Adorable. Resemble. Frustrated. Frustrated. Được chưa? Rồi, như vậy áp dụng sao? Ở nhà, trong quá trình học tiếng Anh, mỗi khi có những cái từ quá dài, quá khó và khó nhớ, thì mình sẽ chinh phục từ đó bằng cách đứng dậy, liên kết, tự sáng tạo ra một cái hành động, đứng trước gương, tập nói ra, tập hoạt động ra, thì sẽ làm cho mình khơi gợi, tràn đầy năng lượng và nhớ từ của nó rất là tốt, bởi vì nó kích hoạt não trái và não phải. Ok, và phương pháp này đã áp dụng ở Mỹ rất là nhiều, và các trung tâm lớn hiện tại họ cũng đang áp dụng dễ dàng tiếng Anh bằng phương pháp này để liên kết hình ảnh, âm thanh, vận động với từ mà mình học. Ok, rồi đó là như vậy. Chúc các bạn áp dụng cái này đúng chỗ, đúng lúc, đúng thời điểm, và nó phù hợp là áp dụng cho những từ rất khó, rất dài.
và khó nhớ. Còn bình thường các bạn hãy áp dụng phương pháp học bookworm như thầy Tường ha. Bạn nào chưa học bookworm lên trên YouTube search bookworm Trần Trinh Tường coi thêm. Chúc các bạn hãy áp dụng TPR nhé. Ok ha. Chúc các bạn học tiếng Anh thật là tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Ok, và trước khi kết thúc, ôm lại: adorable, embarrassed, frustrated, resemble. Thank you, bye bye, thanks, good night. Video này mà nó hay, nó hữu ích cho các bạn thì hãy comment bất kỳ câu hỏi nào, hãy like và subscribe, chia sẻ video giùm Tường nhé. Và đó sẽ là sự động viên rất lớn mà các bạn dành cho Tường để tạo ra nhiều video hơn cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.